Thông tin tiểu sử diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc, diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc sinh ngày 4 tháng 4 năm 1990. Là một nữ diễn viên trẻ triển vọng của Việt Nam, được nhiều khán giả yêu thích. Năm 2015, cô cùng bạn nhảy đã giành giải quán quân của chương trình Bước nhảy hoàn vũ mùa thứ 6. Ninh Dương Lan Ngọc được công chúng biết đến khi cô vào vai Nương trong phim Cánh Đồng Bất Tận. Trước đó, cô cũng xuất hiện trong một số phim quảng cáo, clip ca nhạc cho một số ca sĩ nhưng chưa thật sự có tên tuổi. Ninh Dương Lan Ngọc cũng từng vào vai phụ trong các phim truyền hình như Gia Đình Thép Thuật, Người Đẹp Bình Dương, F21 cuối năm 2013. Ninh Dương Lan Ngọc đã chiếm được tình cảm của công chúng trong vai nữ chính Minh Minh trong bộ phim chiếu Giạp Tèo em. Đây là một bộ phim Việt Nam đã đạt được doanh thu khủng và được nhiều khán giả yêu thích. Sau phim Tèo em, khán giả lại được gặp lại cô trong phim vừa đi vừa khóc của vị đạo diễn nổi tiếng Vũ Ngọc Đãng. Sau đó. Cô còn tham gia các dự án phim như Nguyệt Thực, phim điện ảnh Tấm Cám Chuyện Chưa Kể, diễn cùng Ngô Thanh Vân và nhóm 365. Đây là một bộ phim do công ty sản xuất của Ngô Thanh Vân thực hiện. Cũng là bộ phim Việt Nam ăn khách nhất năm 2016 tại cái phòng vé ở Việt Nam môn sơ tháng 8 năm 2016 bộ phim điện ảnh chiếu rạp găng tay đỏ do ninh dương lan ngọc thủ vai chính sẽ được công chiếu trên tất cả các rạp chiếu phim tại việt nam Môn sơ trong phim găng tay đỏ lan ngọc sẽ vào vai một nữ sát thủ có cá tính mạnh và giỏi võ đây là một hình tượng nhật vật mới mà lan ngọc chưa thể hiện trong bất cứ bộ phim nào Chính vì vậy mà khán giả luôn mong chờ sự xuất hiện này của của cô giữa năm 2016. Ninh Dương Lan Ngọc và diễn viên Minh luôn gây chú ý khi công khai hẹn hò. Trong đêm chung kết tình Bolero, Ninh Dương Lan Ngọc đến ủng hộ tinh thần cho người yêu. Cô diện trang phục giản dị, thanh lịch nhưng vẫn vô cùng xinh đẹp, thành tích. Giải Cánh Diều Vàng Việt Nam cho nữ diễn viên chính xuất sắc nhất phim điện ảnh năm 2010 và 2015. Giải nữ diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim quốc gia lần thứ 17. Giải Mai Vàng cho nữ diễn viên điện ảnh năm 2011 được mời tham dự Liên hoan Oscar 2011 năm 2012. Giành giải diễn viên nữ xuất sắc nhất tại liên hoan phim Cánh Diều Vàng diễn viên nữ được yêu thích nhất trong liên hoan phim Kim Ke ở Trung Quốc năm 2011.